Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trên kênh. Hôm nay mình mới về một số phong mai tàng nha quý vị. Mai tàng có, mini bonsai có ha. Vô luôn đến quý vị ha. Cảm ơn anh em ủng hộ mình ha. À, thì mình có mặt hàng giao sỉ nha quý vị. À, quý vị cứ có liên tỉnh mình ha, xuống giường mình coi ha. Mình đa dạng mặt hàng quý vị. Mua sỉ là giá khác nha quý vị, mua lẻ là khác. Đó. Mới về đây quý vị. Giường mình đây ha. Đó. Mai tàng bự cũng có nha quý vị, và hai mấy quanh tùm lum đó. Đa dạng. Rồi không mất thời gian quý vị, mình tiến hành vô cây số 1 nha quý vị. Rồi, cây số 1. Cây đế nôm. Chiều cao 39. Hoành thân ngay chỉ này 7, yếu tính 6 thôi. Ờ 7 nghe tim luôn quý vị. Đó. Mã số 1 vô luôn 100 ngàn quý vị. 100 ngàn mã số 1. Cái chuẩn mini bonsai địa bàn nha quý vị. Đó. Rồi, mã số 2, đây có cái đường bể đất trà bá nha quý vị. Chiều cao 28, hoành ngay chỉ này 8 hơn. 8 rưỡi tính 8 thôi. Đó. Mã số 2 vô luôn 100 ngàn quý vị. 100 ngàn mã số 2. Bao ship nha quý vị. Địa chỉ mình ấp Hòa Thới, Sáu Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Đó. Rồi, mã số 3, đây. Cái này đúng chuẩn mini bonsai nha quý vị. Chỗ này bị lỗi xíu cho mình xử lý keo nha. Cái đế nôm cốt cành đầy đủ ha. Rồi, chiều cao 22. Hoành ngay chỉ này, dưới này 8. Đó, một đế nôm. Một cái đơm 12 nha quý vị. Đó, cái này rất có duyên nha quý vị. Cốt cành cũng có nhịp vàng 1-2-3 ha. Đó. Rồi. Mã số 3 giao lưu bị giá 200 ngàn. 200 ngàn mã số 3 nha quý vị. Đó. Rồi, mã số 4. Đây. Đó, 4 cái giò đầy đủ đó nha quý vị. Chiều cao 45. Hoành thân ngay chỉ này 9. Đó. Cây đế nôm nha quý vị. Tay cạnh có số tay cạnh ha. Cây rất khỏe. Đó. Rồi, mã số 4 giao lưu quý vị giá 100 ngàn à. Đó. 100 ngàn. Đây, mã số 5. Cây đế nôm. Chiều cao 36. Hoành thân ngay chỉ này 8. Mặt đế nôm. Mặt đế nôm 12. Đó, mã số 5 vô lưu quý giá 200 ngàn. 200 ngàn mã số 5 gì? Nha quý. Cây quái gì cái này ơi, có đít chu chu nha quý. Đó. Rồi, mã số 6. Đây, cây tàn giót ngọn ha. Chiều cao 69. Hoành thân ngay chỉ này 9. Đó. Rồi, mã số 6 vô lô bị giá 150.000. Đó, 150.000 nha quý. Coi như con thú ngồi có hai giò ha. Đó. 150.000. Mã số 6. Đây, mã số 7. Chiều cao thì rất chốt cây nha quý, 49. Có bể đít chà bá luôn. Hoành chính cũ. Cũ bự nha quý vị. Cái gái vô quý coi thôi 15 quý vị. Đó. Mã số 7 Zalo 200 ngàn quý vị. Đó, cốt cành nè, cây dốt cây nha quý vị. Đó, 200 ngàn mã số 7. Rồi, mã số 8. Chiều cao 42. Hoành 7. Đó. Đấy nôm 13. Rồi, mã số 8 vô lưu giá 200 ngàn. 200 ngàn. Rồi, mã số 9. Đó. Chiều cao 27. Hoành cái chiếc này 8. Đó. Mặt đế nôm 12. Đó. Cái quái gì cà na quý vị, có ức nha. Con gà lâu quý vị, con gì quý vị. Rồi, mã số 9 vô lưu quý vị giá 100 ngàn. 100 ngàn. Đây, mã số 10. Cây rất tuyệt vời quý vị. Chiều cao 19, hoành thân ngay chỉ này 8. Đó. Để đủ mặt nha quý vị. Có cốt cạnh như chơi với cây dù mini chơi nha ha. Rồi, mã số 10 Zalo quý vị giá 150.000. 150.000 nha quý vị. Mã số 10. Ok quý vị. Rồi, mã 11. Chiều cao 28, hoành thân ngay chỉ này 6. Đó. Cây quái rồi. Rồi, mã số 11 vô lưu quý vị là giá 100 ngàn.
trăm ngàn mấy một nha Nguyên. Rồi mã 12 cái này rất quái, chiều cao 34, hoành 9. Đó, cái này có cái đế quái nha Nguyên. Đó, mã 12 vô lũ quỳ giá 150 ngàn. Đó, con ngạc ha, uống qua uống lên ha. Đây mã 13 hả, thì rất ok bây. Chiều cao 50, hoành thân ngay chí này 9. Đó, đấy đều bốn mặt luôn nha quý. Rồi mã 13 vô lưu 250 ngàn, 250 ngàn nha quý, quá whip vậy. Đó, rồi mã 14 chiều cao 59, hoành thân ngay chí này 9. Đó, cái quái nha quý. Mấy bốn vô lưu bây giờ giá 150 ngàn, 150 ngàn mấy bốn quý. Cốt cành có đầy đủ màu chơi ha, cây rất khỏe nè, ta xin lét. Rồi mã 15 cây tàn dù hay quý. Đó, nguyên hợp cái dù chơi nha quý. Chiều cao 30, hoành thân ngay chí này 9. Đó, đế quá độc nụ đế luôn. Rồi mã 15 vô lưu bây giá 200 ngàn, 200 ngàn mấy 15 nha quý. Vậy quý lập cái tàn dù chơi ha, mai này toàn bộ mai giặt bước nha quý. Hả, bông 92 cánh. Rồi mã 16 chiều cao 23, hoành thân ngay chí này 7. Đó, cũ đây, cũ cho bá luôn. Đó, cũ 13. Đó, rồi mã 16 vô lô quỷ 150 ngàn, 150 ngàn nha quý. Giá này là mình đưa ra bao ship hết nha quý. Đó, rồi mã 17. À, chiều cao 42, hoành thân ngay chí này 8. Đó, rồi mấy quẩy giao lưu thì giá 150 ngàn. Đó, đây rất ok quý whip. Rồi mã 18, đây cái này mập nha quý, cốt cành đầy đủ ha. Chiều cao 65, hoành thân ngay chí này 11. Đó, qua để luôn. Rồi mã 18 vô lưu bị giá 200 ngàn, 200 ngàn nha quý, 200 ngàn. Đó, rồi mã 19 đây, cây rất ok nha quý, quá quyết. Chiều cao 69, hoành thân ngay chỗ này 12. Đó, để thôi, quá để luôn. Rồi mã 19 vô lưu bị giá 350 ngàn. Đó quý coi cái cây đó rất lực nha quý, nhìn cây là rất có duyên, cây tàn nè, còn do luôn. 350 ngàn mã 19. Rồi mã 20. Đó, chiều cao 62, hoành thân 12. Đó, đế nè, qua trời luôn, lùm đế luôn. Đó, cốt cành kìa, tay cần đều do nha quý. Mã 20 vô lưu về giá 350 ngàn, 350 ngàn nha quý. Mã 20 đây, mã 21 đây. À, đây rất ok, có gì như một cái thông như vậy. Chiều cao 90, hoành ngay chí này 13. Đó, để kìa, qua trời đấy luôn, như một cây thông như vậy. Rồi mã 21 cho lũ bị giá 400 ngàn, 400 ngàn mã 21 nha quý vị. Đó, 400 ngàn. Đây mã 22 tăng phần do luôn, dốt ngọn luôn. Chiều cao 97, hoành thân ngay chí này 13. Đó, rồi mã 22 cho lũ bị 300 ngàn luôn, 300 ngàn luôn nha quý vị. Cháy hàng cái này luôn rồi, 300 ngàn. Cây tàn thông ha, dốt ngọn. Đó, rồi 24, 23 chứ. Chiều cao 82, hoành ngay chí này 11. Đó, đế điệu mặt như vậy, một cốt tàn thông ha, dốt ngọn ha. Rồi mấy 23 vô lưu 200 ngàn, 200 ngàn mấy 23 quý anh. Đó, tàn rất đều như vậy. Đây là một cây thông nữa. Đó, chiều cao
82, hoành thân 12 hả? Mà 24 giao lưu quý vị giá 300.000. 300.000 nha quý vị. Bị tàn thông ha, dốc ngọn ha. 300.000 mã 24. Đó. Đây, 25. Đây nôm. Chiều cao 84, hoành thân ngay chỉ này 10 hơn, 10 thôi. Đấy kìa, chà bá luôn nha quý vị. Kỳ rất có duyên. Tàn thông luôn, đế nôm luôn. Rồi giao lưu vị mã 25, giao lưu vị 300.000. 300.000 nha quý vị. Đó, 300.000. Rồi 26 luôn, cốt cành đầy đủ luôn. Chiều cao 55, hoành thân ngay chỉ này 9. Đó. Để quái. Rồi mã 26 giao lưu vị giá 200.000. 200.000 nha quý vị. Đó. Cây rất ok. Rồi mã 27. Đó. Chiều cao 75. Hoành thân ngay chỉ này 11. Đó. Để quái nha quý vị. Tàn chi tàn đồ đi đồ đủ ha, không chơi ha. Đó. Rồi mã 29 luôn nha. Đi tới 29 rồi. Rồi mã 29 giao lưu vị giá 200.000, 200.000 mã 29 nha quý vị. Đó. Thì quý vị chốt cây như mã số nha quý vị. Tại mình cháu nó ghi lộn quý vị. Nó lộn. 29 nha quý vị. Đó. Rồi giờ dứt mã 27. Đó. 27 nha quý vị. Ghi lộn mã số. Chiều cao 75. Hoành thân ngay chỉ này 11 hơn tới 11 thôi. Rồi mã 27 giao lưu quý vị 300.000. 300.000 nha quý vị. 27. Này, mặt đế nôm nó 13 quý vị ơi. Rất có duyên. Để nôm. Rồi mã 27 nha quý vị. Mã 27 300.000. Mã này mã 29 quý vị. Đó. Rồi, mã này mã 28 đi ngược thời gian quý vị ơi. Đó, 28. Chiều cao 1m01, hoành thân ngay chỉ này 10, mặt đế nôm 16. Đó. Đế nôm quá có duyên nha quý vị. Đó, có nguyên cất luôn. Đó, mã của clip mã 28 350.000. Đó, để nôm quái nha quý vị. Tàn không giót ngọn luôn. Rồi mã 28 của clip. Đó, thì quý vị có nhu cầu mua mai vàng thì liên hệ số điện thoại của Tùng ghi phần tiêu đề nha quý vị. Quý vị nhớ đăng ký kênh chia sẻ cho anh em bạn bè cùng xem. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.